đúng hai ngày tới thứ bảy chủ nhật mẹ quan âm độ mạng ba con giáp gánh lộc về nhà tiền vàng chất đống đổi đời thành đại gia chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đạo sĩ tử thông à, xin kính chúc quý vị một ngày mới tốt lành tấn tài tấn lộc vạn sự hanh thông à, quý vị thân mến nhiều người cho rằng cuộc sống không ai biết trước được cái chuyện gì sẽ xảy ra và mỗi người sinh ra đều có một cái số mệnh nhất định không phải lúc nào các bạn cũng có thể có được cái sự may mắn giàu có và cái điều đó sẽ không thể kéo dài mãi mãi được ngược lại à, có những người đau lòng phải đối mặt với những cái khó khăn những cái vất vả và những cái bất công của cuộc đời nhưng à, cũng có những cái khoảnh khắc chúng ta sẽ bất ngờ đổi vận cuộc sống sẽ bước sang một trang mới Đấy. và đặc biệt trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật tới đây ý, có ba con giáp được thần tài và quý nhân chiếu cố à, theo các chuyên gia tử vi tâm linh hàng đầu ở phương đông cũng đã tiết lộ À, trong khi mọi người đang phải gồng mình vật lộn với những cái gian nan với những cái thử thách và sợ những cái điều xui xẻo sẽ ập đến thì đúng thứ bảy và chủ nhật tuần này có ba con giáp sẽ đón được cái vận trình tài lộc bất ngờ động tay vào việc gì cũng có thể kiếm ra tiền hành thông trên mọi lĩnh vực tiền bạc thì nhất chặt két, đổi vận giàu sang à, quý vị hãy cùng xem đó là những con giáp nào và diễn biến của vận trình của những con giáp may mắn trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật tới đây sẽ ra sao à, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây à, thưa quý vị con giáp may mắn đầu tiên trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật này thì không ai khác đó chính là những người tuổi dần à, thưa quý vị vận trình tài lộc của những người tuổi dần sẽ có nhiều cái biến chuyển theo cái chiều hướng tích cực trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật này từ ngày mùng 5 tháng 3 đến ngày mùng 6 tháng 3 âm lịch À, tài vận sẽ tăng tiến một cách bất ngờ thu nhập cũng không ngừng gia tăng một cách nhanh chóng à, phúc tinh ở bên che chở nên là những con giáp này có thể có được cái vận may lớn đến như thế bên cạnh đó mẹ quan âm độ mạng đâm ra là tài lộc cũng ùn ùn đối với nhà những người tuổi dần làm gì cũng được thuận lợi công việc thì tiến triển rất là tốt làm việc thì thành thơi không chịu áp lực mà vẫn giành được cái thành công nhất định đến với mình à, những người tuổi dần cũng không phải lo lắng quá nhiều về những biến cố bất ngờ nó có thể xảy ra trong thời gian này vì luôn có quý nhân tương trợ ở bên cạnh. Hơn nữa, do có được cái mối quan hệ tốt lành với đồng nghiệp, với cấp trên, nên dù gặp phải những rắc rối gì thì những người tuổi dần vẫn có thể nhanh chóng giải quyết mọi vấn đề. Đó chính là những quý nhân mà những người tuổi dần ấy cần phải biết trân trọng. Cái cơ may thăng tiến của những người tuổi dần trong cái thời điểm này cũng không phải là không có bởi cấp trên đã có ấn tượng rất tốt với những cái thành tích mà những người thời dần đạt được chức vụ có thể không tăng nhưng mà cái khối lượng công việc tăng lên trách nhiệm cũng tăng hơn nhiều đương nhiên cái chuyện tăng lương sẽ là cái chuyện sớm muộn gì mà những gia chủ thời dần cũng sẽ đạt được à, từ đó nó khiến cho ví tiền của quý vị nói chung ấy, là có thể được căng phòng đấy và thậm chí là gì quý vị cũng có những cơ hội được đổi đời giàu có chúng số đổi đời bên cạnh đó thì trong hai ngày cuối tuần ấy, thứ bảy chủ nhật này chính là cái thời cơ đấy, của những người tuổi dần vậy nên là quý vị hãy chuẩn bị tinh thần mà mua nhà mua xe đấy à, cuộc sống của những người tuổi dần cũng bước lên một cái tầm cao mới các bạn không biết những cái người xung quanh ngưỡng mộ các bạn ra sao nói chung ấy trong thời gian này thì ai ai cũng đều phải nhìn các bạn bằng một con mắt khác à, thêm nữa trong hai ngày cuối tuần này thì công việc của những người tuổi dần diễn ra khá là trôi chảy và hanh thông đó vì vậy mà quý vị có thể là gì thành thơi đó. một phần là nhờ cái sự cố gắng nỗ lực của các bạn trong suốt thời gian trước đó một phần là nhờ vào các mối quan hệ tốt đẹp xung quanh vậy nên là sẽ cho các bạn một cái công việc tuyệt vời cũng như là những cái thu nhập như các bạn mong muốn à, thưa quý vị à, những người tuổi dần vốn là những người cởi mở làm việc thì có trách nhiệm nên sẽ nhận được cái sự tin tưởng của nhiều người vì thế khi mà các bạn gặp khó khăn thì xung quanh các bạn không thiếu những người chủ động đưa tay ra giúp đỡ hoặc là gì, đưa ra các ý kiến đóng góp cho các bạn. Bên cạnh đó, quý nhân nó xuất hiện nó cũng trao cho các bạn những cái cơ hội để khẳng định bản thân. Nếu mà nhanh chóng nắm bắt thì cái cơ hội tăng lương thăng chức nó nằm ngay trong tầm tay của các bạn. Thêm nữa, lại được gì mẹ có đâm độ mạng cũng như là gì các cát tinh nó chiếu đến. À, vậy nên trong thời gian này những người tuổi dần càng chăm chỉ càng cần cù bao nhiêu ấy, thì công việc của các bạn lại càng gặt hái được những thành tích cao bấy nhiêu. Đặc biệt, những người trẻ tuổi trong thời gian này thì cũng đừng ngại đi lại nhiều hoặc là gì, làm nhiều. Bởi thông qua cái quá trình đó, các bạn sẽ tiếp thu thêm được những cái vốn kiến thức và những cái kinh nghiệm quý giá để áp dụng cho tương lai. À thêm nữa, trong cái tháng 3 âm lịch này thì nói chung cũng được nhiều quý nhân tương trợ nên là những người tuổi dần cũng là một chỗ con giáp hái ra tiền. À, quý nhân thường giới thiệu cho các bạn những cái đối tác những khách hàng để triển vọng khi mà gặp được những người phù hợp thì các bạn có thể nhanh chóng ký kết được những cái hợp đồng để đôi bên cùng có lợi để hợp tác và phát triển trong thời gian này thì những người làm ăn buôn bán thì cũng chăm chỉ cần mẫn với công việc thì ắt cũng sẽ thu được những cái khoản khá khá về tay à, các bạn cũng sẽ nhận được cái sự tin tưởng của khách hàng nên là ai mua một lần rồi cũng sẽ muốn quay lại với các bạn À, nếu có thể thì các bạn có thể suy nghĩ mở rộng thêm cái quy mô kinh doanh hoặc là gì kinh doanh thêm các mặt hàng khác để thu hút cái đối tượng khách hàng mới với những cái thành tích xuất sắc trong công việc những người làm công ăn lương thì cũng sẽ có cái túi tiền dùng dính à, tiền lương tăng tiền thưởng có là cái điều dễ hiểu à, các bạn có thể suy nghĩ sử dụng cái khoản tiền này một cách là hợp lý khiến cho đồng tiền nó được sinh sôi nảy nở nhiều hơn bên cạnh đó trong thời gian này lại có nhiều cái cutting nó chiếu mệnh Vậy nên là gì? Cái công việc cũng khá là hanh thông Mặc dù các bạn phải đi lại nhiều Nhưng mà à, càng vất vả bao nhiêu Thì lại càng kiếm được vì Một khoản tiền tương xứng với nhiêu à, Tuy nhiên Vì không vướng phải cái rắc rối Do kẻ xấu gây ra Nên các bạn chỉ cần cố gắng hết sức Chứ không cần phải gì quá đề phòng xung quanh Quý vị hãy luôn cổ vũ bản thân Rồi sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng trong thời gian này thì những người tuổi dần sẽ có thể được giới thiệu cho những đối tượng đầy triển vọng trong chuyện vận trình tình duyên. Đấy, nhưng kết quả của cuộc gặp mặt như thế nào ấy, còn hoàn toàn phụ thuộc vào cái gì cái cách mà các bạn hay xử. Nếu các bạn còn độc thân thì các bạn không nên kiêu ngạo đặt ra những yêu cầu quá cao với nửa kia. À, các bạn nên hiểu rằng trên đời này cũng gì không có ai là hoàn hảo 100% cả. À, thay bằng việc tìm kiếm người trong mộng thì các bạn nên để ý những người thật lòng quan tâm đến mình. À, các bạn cũng không nên quá mải mê với công việc mà quên mất để ý đến cái việc tìm kiếm hạnh phúc của mình quý vị hãy bớt một chút thời gian để quan tâm chăm sóc đến mọi người và mở rộng thêm cái mối quan hệ nói chung ấy trong khoảng thời gian 2 ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật này từ ngày mùng năm tháng 3 đến ngày mùng sáu tháng 3 âm lịch thì cái thái độ tích cực chủ động cũng sẽ giúp cho những người tuổi dần tìm kiếm được cái nửa kia phù hợp tình cảm của các cặp đôi trong thời gian này cũng khá là hanh thông mặc dù vẫn có một chút tranh cãi nhưng mà chủ yếu là do các bạn quá bận rộn nên là gì không thời gian chăm sóc gia đình vì vậy chỉ cần các bạn gì chịu khó lắng nghe và đặt mình vào vị trí của đối phương ấy mọi việc cũng sẽ ổn thỏa à, dù bận rộn thế nào thì quý vị cũng nên tranh thủ thời gian trò chuyện nhắn tin hỏi han đến đối phương à, tin rằng những cái hành động của các bạn cũng sẽ giúp cho cái mối quan hệ của đối phương ấy sẽ được ấm lên nhanh chóng đó vì vậy để bảo vệ cái hạnh phúc của mình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tâm hợp quý nhân dần ngọ tuất để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp gia tăng cái vận may về tiền bạc tài lộc cho những người tuổi dần. Đó là con giáp may mắn đầu tiên trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật. À, tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật từ ngày mùng 5 tháng 3 đến ngày mùng 6 tháng 3 âm lịch ấy, thì đó chính là những người tuổi ngọ. À, quý vị thân mến, nói chung ấy, trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật từ ngày mùng 5 tháng 3 đến ngày mùng 6 tháng 3 lịch thì cái vận trình của những người tuổi ngọ khá là hanh thông khá là tốt đẹp có nhiều cái cơ hội để đổi vận à, cũng phải bởi vì những người tuổi ngọ trong cái thời gian này thì sẽ gặp được nhiều cái may mắn hơn những người khác đấy à, mặc dù là cho khoảng từ đầu năm đến giờ thì bản mệnh thực sự là chưa có thu hoạch nhiều tài lộc vẫn ở mức ổn định chứ chưa có cái biến đổi biến nào cả à, có những lúc các bạn sẽ gặp phải những chuyện không may mắn chỉ biết tự mình buồn bực mà không biết phải xử lý ra sao thì bước sang cái tháng 3 này đặc biệt là trong hai ngày cuối tuần thì những người tuổi ngọ sẽ có nhiều cái cơ hội để phát tài phát lộc trở thành con giáp may mắn về vận trình tiền bạc à, tiền về như là cái liều thuốc giúp cho các bạn có thể là gì thoải mái vui tươi hơn hẳn mọi chuyện đều tiến triển theo cái chiều hướng tích cực chỉ cần những người tuổi ngọ chú ý nắm bắt cái thời cơ và kiếm tiền thì chắc chắn sẽ thu được lộc lá về để tay ngay trong một đêm mà thôi. À, trên con đường tìm kiếm cái tài lộc cũng không thể tránh khỏi được những cái phiền phức, những khó khăn. Nhưng nếu những người tuổi ngọ mà vẫn quyết tâm, vẫn kiên định với cái mục tiêu của mình, thì sau cái thử thách sẽ là cái cơ hội thành công sẽ càng ngày càng rực rỡ hơn. À, thưa quý vị, à, đặc biệt là trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật tới đây, ý, thì những người tuổi ngọ cũng sẽ tỏa sáng theo cái cách chân thực nhất tha hồ có cơ hội để thể hiện cái bản thân à, trong cái thời gian này cái việc các bạn cần làm nhất là phát huy cái điểm mạnh công việc của các bạn trong thời gian tới cũng sẽ có những cái chuyển biến tích cực à, các bạn có thể gây dựng được cái sự ấn tượng tuyệt vời đối với cấp trên với đồng nghiệp và với cả cái những cái đối tác làm ăn nữa và sẽ giúp cho quý vị có một cái khoản tiền dùng dính thoải mái chi tiêu từ giờ đến tận cuối năm à, bên cạnh đó lại được lưu niên ủng hộ nữa vì thế mà trong thời gian này thì những người tuổi ngọ có nhiều cái dấu hiệu tích cực rực rỡ đấy hứa hẹn những người tuổi ngọ sẽ gặt hái được những cái sự ngưỡng mộ và trở thành một trọng nhân vật quý phái được mọi người kính trọng trong từng cái khoảnh khắc của cuộc sống hàng ngày hơn nữa lại có được cái tài tinh nó chiếu mệnh lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ nữa nên là một số người tuổi ngọ thì sẽ đánh đâu thắng đó à, trong thời gian này một số người tuổi ngọ nói chung ấy thì cũng sẽ sở hữu được một khối tài sản đồ sộ mà còn chinh phục được cả cái sự nghiệp rực rỡ nữa. À, tuy nhiên, mặc dù đã gặt hái được những cái thành công rực rỡ như vậy, nhưng mà các bạn cũng không nên kiêu ngạo hay là quá tự hào với cái tài năng của mình. Thực ra, ấy, à, các bạn cũng đang được nhiều người giúp đỡ và để có được cái mục tiêu đó, khi các bạn bắt đầu tự mãn hay là xem thường người khác, thì cái vận may cũng sẽ dần dần lụi tàn. Do đó, trong thời gian này các bạn cần phải thể hiện cái lòng biết ơn với cuộc sống với những người đã âm thầm tìm cách giúp đỡ các bạn mà không cần những cái sự đền đáp lại của các bạn. Bên cạnh đó, nói chung ấy, trong cái thời gian này thì cũng được phúc lộc dồi dào do được gì? Được tài tinh nó cao chiếu. Vậy nên những người tuổi ngọ tha hồ mà tận hưởng cái niềm vui đến với mình, đặc biệt là trong hai ngày cuối tuần này. Nếu các bạn có đủ cái hào phóng ban phát cái lộc của mình cho những người kém may mắn hơn ý, thì lại càng tốt, cái niềm vui đó sẽ được nhân đôi nhân ba, thậm chí là nhiều lần hơn nữa. Bên cạnh đó, lại được cắt tinh chiếu mệnh nên công việc của những người tuổi ngọ trong những ngày cuối tuần này đa phần sẽ là hanh thông thuận lợi và xuân sẻ hơn trước rất, rất nhiều. Mọi việc quả thực đang tiến triển theo cái chiều hướng mà các bạn đã dự tính. Nhìn chung ấy thì các kế hoạch tiền bạc của những người tuổi ngọ sẽ hoàn thành đúng cái thời hạn và gì sẽ được cấp trên ghi nhận và mọi người đều phải kính phục. À, nói chung ấy những người tuổi ngọ không phải quá lo lắng nhiều về cái chuyện tiền nong trong thời gian này. Thậm chí là những ai mà đang gặp phải vấn đề chưa xử lý được cũng ngay lập tức có quý nhân xuất hiện hỗ trợ. À, vậy nên là gì trong thời gian này quý vị cũng có được cái sự khen ngợi à, và gì thậm chí còn được tuyên dương về cái mặt tài chính. À, tuy nhiên đây cũng chính là cái thời điểm phù hợp để các bạn tiết kiệm tiền để dành tiền cho những cái trường hợp khẩn cấp đảm bảo cho một cái tương lai tươi sáng hơn. Thêm nữa lại được cục diện ngũ hành nó tương sinh nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi ngọ độc thân tự tin trong các buổi hẹn hò với một cái tâm thế tốt thì các bạn dễ dàng thu hút được những người tích cực vui vẻ lạc quan đến với mình à, có thể các bạn sẽ tìm được những người tâm đầu ý hợp ngay trong cái thời gian này trong những quy cuộc là giao lưu với đối tác à, những cặp đôi trong thời gian này thì cũng càng ngày càng tăng thêm cái sự kết nối à, quý vị sẽ nhạy cảm và hiểu và đáp ứng được cái mong muốn của đối phương thời gian này hai người càng ngày càng ân cần hơn trong cái việc giao tiếp điều này cũng sẽ giúp nâng cao cái cảm xúc yêu thương giữa hai người và để gia tăng thêm cái sự kết nối của mọi người trong gia đình với bạn bè với đồng nghiệp ấy, thì các bạn nên có một cái kế hoạch ngắn hạn cũng có thể là gì một buổi gặp gỡ giao lưu hoặc là cũng có thể là những họp mặt đấy để để tăng tăng thêm cái kết nối giữa giữa các thành viên vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì quý vị cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân Phòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi ngọ, đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật, đúng không ạ? Từ ngày mùng 5 tháng 3 đến ngày mùng 6 tháng 3, không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi dậu. À, quý vị thân mến, Nói chung ấy, các chuyên gia tử vi, tâm linh học phương Đông cũng có nhận định, à, những người tuổi Dậu sẽ vượng vận quý nhân, nên dù cuộc sống có hay là công việc ấy, thì cũng đều có được cái sự giúp đỡ tương trợ, đấy bất cứ lúc nào. À, với cái sự nâng đỡ của quý nhân, thì những người tuổi Dậu cũng sẽ dễ dàng tìm được cái mục tiêu phát tài phát lộc cho mình trong hai ngày cuối tuần này. Cái vận khí của các bạn đang đi lên, nên là trong thời gian này các bạn phải hết sức phát huy để nắm bắt lấy cái cơ hội kiếm tiền thật tốt. Bên cạnh đó, trong cái thời gian từ giờ đến cuối năm thì những người tuổi dậu cũng sẽ gì có được nhiều cái lộc lá về tay. À các bạn có tính tình hòa nhã, lại là quan yêu đời, biết cách kết nối các mối quan hệ với nhau. Vậy nên quý vị hãy tận dụng cái nhân duyên tốt của mình, chắc chắn các bạn sẽ đạt được cái việc kiếm tiền nó trở nên là gì dễ dàng hơn bao giờ hết. À, tiền bạc trong tay nếu mà không biết tiết kiệm thì chẳng mấy một cũng hết. À, các cụ nói là gì? Miệng ăn thì núi lở. À, thế nên khi mà kiếm được tiền thì quý vị cũng cần phải lập một cái kế hoạch chi tiêu cụ thể để cho tiền luôn để ra tiền ngày một nhiều hơn và được sinh sôi nảy nở. À, bên cạnh đó, tiến trình phát triển sự nghiệp của những người tuổi Dậu cũng có những cái sự khởi sắc đáng kể trong cái thời gian này. Công việc thì tiến triển thuận lợi, làm tới đâu thì chắc tới đó, thế kết quả đến đó, tiền về đến đó. Đó luôn là cái động lực để quý vị phấn đấu và vươn lên. Thêm nữa lại được nhiều cái cáp tinh nó xoay chiếu che chở, mở ra nhiều cái cơ hội thăng tiến nhưng mà chủ yếu vẫn là cái sự nỗ lực của chính các bạn à, nói chung ấy những người tuổi dậu trong thời gian này sẽ thay đổi tư duy và cái cách làm việc quý vị mạnh dạn đề xuất những ý tưởng mới thì sẽ gì được đánh giá cao à, các cụ nói là gì trời không bao giờ phụ người có lòng cứ dám nghĩ dám làm thì cũng sẽ được đền đáp xứng đáng và cái quả ngọt cũng sẽ đến với những người tuổi dậu có điều trong tháng này thì vẫn còn ẩn tàng một vài cái hung tinh nó vẫn có một cái hung họa khôn lường đối với những người tuổi dậu Vậy nên quý vị cũng không được chủ quan kinh suất. Lúc thắng thì không được không được đắc ý cao ngạo mà lúc thua thì cũng không được nản. À, trong thời gian này thì tài vận của những người tuổi dậu nói chung ấy nhờ có sự cố gắng nỗ lực của mình nên là nó cũng sẽ được vượng lên trong thế. Đấy. Thì ngoài công việc chính, những gia chủ tuổi dậu còn sắp xếp thời gian làm thêm, dẫn đến là cái nguồn thu nhập nó tăng lên từ nhiều phía. Tiền bạc thì dùng dính, chi tiêu thì cũng không phải căn ke quá. À, trong cái thời gian này thì nó cũng khá là thích hợp cho cái khoản đầu tư kinh doanh hay là mở rộng cái quy mô sản xuất. À, tuy nhiên, vạn sự khởi đầu nan. Quá trình thực hiện ấy đôi khi nó gặp phải một chút khó khăn thủ tục giấy tờ. Nhưng nhờ được nhiều cắt tinh nó chiếu mệnh, lại thêm cái sự mưu trí nhanh nhẹn của mình. À, cuối cùng thì đâu sẽ vào đó kết quả sẽ được như ý nguyện. À, bên cạnh đó trong thời gian này thì nợ nần thì cũng sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa. Các bạn hoàn toàn có đủ cái năng lực để trả nợ. Nếu có ai đó mà đang vay mượn tiền của các bạn thì họ cũng sẽ tự động mang trả và không phải mất thời gian mà đi đòi đúng không ạ. À, thêm nữa à, trong phương diện tình cảm của những người tuổi Dậu nói chung ấy trong hai ngày cuối tuần này cũng khá là tích cực đấy. đời sống hôn nhân thì hạnh phúc vợ chồng thì hòa hợp có sự cảm thông và chia sẻ thì việc gì cũng có thể là hóa giải được. Bên cạnh đó cái vận đào hoa của những người độc thân thì cũng khá là vượng nhân cơ hội này quý vị hãy tìm cho mình một cái đối tượng như ý với những người đã từng bị tổn thương trong tình yêu trong quá khứ ấy, thì đây là dịp tốt để các bạn mở rộng trái tim đón nhận cái tình cảm mới hãy cho đi và các bạn cũng sẽ nhận lại được những điều xứng đáng à, thêm nữa các cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng thì có thể tính đến cái chuyện kết hôn hay là về ra mắt gia đình hai bên à, vì vậy quý vị hãy gì hãy chuẩn bị một cái tinh thần thật tốt để mà gì báo cáo với quan viên hay họ nói chung vậy trong thời gian này thì cái vận đào hoa nó cũng khá là vượng vậy nên là quý vị cũng cần phải tận dụng cái cơ hội này để mà gì thoát ế đối với những người mà đối với những người mà còn đang còn độc thân đó à, thưa quý vị vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cái tài lộc cho mình cũng như để bảo vệ cái hạnh phúc mình đang có thì những người tuổi dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu xíu để được trợ vận hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tâm hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi dậu đó là con giáp may mắn thứ ba. À, thưa quý vị, như vậy là trong hai ngày cuối tuần đó, thì chúng ta sẽ có ba con giáp tài vận hanh thông, lộc tài thăng tiến được thần tài chiếu mệnh, được quan thiêm độ mạng, tâm ra là gì? Sẽ có được những cái may mắn lộc lá hơn những người khác. Đó là những tuổi sau. Một là tuổi dần, 2. Tuổi ngọ 3. Tuổi dậu Đây là ba con giáp được quý nhân tương trợ giúp đỡ thần tài chiếu mệnh Trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật Từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 6 tháng 3 à, Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo Xin cảm ơn